Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung của bài học về đồ họa và những kiến thức cơ bản về đồ họa và in ấn. Chúng ta sẽ đến làm quen với một ứng dụng thường dùng trong Illustrator. Trong cái đồ họa đó là ứng dụng Illustrator nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thực hành một cái file black and white. Chúng ta sẽ thực hành nhé. Ok, và chúng ta bắt đầu. Rồi, ở đây một cái file như này nhé, thì ta muốn export cái file này ra những cái file nhỏ hơn để chúng ta dễ dàng kiểm soát hơn nhé. Rồi, đây ta khi mà ta sẽ chọn là hai ba, ok, ta chọn export vào ra nhé. Ok, rồi tôi tắt đi nhé. Ok, từ từ rồi sẽ chọn load đi. Thì ở đây thì nó sẽ import ra ngoài này. Rồi sẽ export ra cái file vừa chúng ta mở là file này đúng không? Ok, rồi. Rồi, đây là mở nhé. Rồi, đây này. Bớt được. Pinikin, hand, eagle, pigeon. Swan. Ok. Đây sẽ import này ra nhé. Bớt, ok. Bớt. Một nhé, ok. Import đi. Đó, rất là đơn giản, đẹp, ok. Rồi, để ta xóa đi. Okay. Rồi, với đi kịch. Cool tech kit, book for kids. Ok. Rồi, đi xem bên này. Ok, rồi những con chim rất đẹp luôn, đó, export. Ok. Ok, đây thì ta sẽ này. Ok. Ta sẽ chọn những này nhé. Rồi, ok, ta chọn từ cái này, ta sẽ chọn nhé. Ok, chọn này. Ok, những cái này ta đã có chưa? Rồi, có rồi nhé, đứng một mình nhé. Rồi, cái file này ta sẽ close nhé. Tôi để đi. Không sao. Đây ta cứ new là bird đi. Bird. Ok. Rồi. Cotton. Kawaii nha. Đây sẽ có. Đó, đây là kawaii này. Nó là bé rất đẹp luôn. Rồi. Ok. Đây ta sẽ export ra nhé, export.
Kawaii. Em sẽ gọi Kawaii một đi. Rồi, thì đây ta sẽ tắt nó đi nhé. Ta mở cái khác lên. Ok. Ok, đây cũng là một cái ca khoai và nó là tất cả cái background này nó chỉ khác nhau một tí xíu thôi, không khác nhau nhiều lắm. Ok, rồi ta sẽ export. Ok. Đây nhé. Ok. Rồi, để nó xóa đi. Rồi, thì ta sẽ mở ba cái này đây. Rồi, đây là con một con gì ạ? Là cà, đúng không? Phần hình. Rồi. Đây trước tiên ta sẽ chọn này nhé. Export này rồi ta chọn là một tiếp một này. Ok rồi. Tiếp theo hai export ra hai. Ok. Ok, ba này. Ok, đây ta sẽ xóa nhé. Ok. Đây là Memorize, đúng không? Đẹp đấy. Rồi. Ok. But. Mermaid. Một, ok. Smart watching. Đây là Putin đó. Pension nhé. Có đây. Pension. Ok, đây là cái ice cream. Ice cream nhé. Đây là một này. Ice cream một. Agrim 2 nhé. Ok. Rồi ta import nó ra nhé. Rồi. Tiếp theo nhé. Đây là sẽ có này.
Hi Cream. Ba. Ok. Rồi, tiếp theo nhé, ta sẽ mở cái file này. Ok. Cream 4. Ok, rồi. Rồi. Ok. Good. Halloween nhé. Halloween. Ok, một. Ok. Đây, hai nha. Tháng 10. Hai. Rồi, ok. Tôi sẽ đặt tên là ba nhé. Ok. Tắt đi nhá. Rồi, còn là một. Question stop. Su. Su một. Su một này. Ok. Một. Ok. Ok. Su 2. Đúng không? Su 2. Good job. Personal robot. Ở đây tôi sẽ đưa vào phần Valentine. Có Valentine robot nhé. Robot. Ok. 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 Rồi, cứ để thế đi nhé. Bây giờ bước school. Tôi sẽ mở cái phần school này. Rồi. Thế là có 4 file đúng không? Ok. Ta sẽ chọn Sports. School bag nhé. Ok. Ok. Hai nhé. Ok. Hay nhỉ. Được. Ba nhé. Bốn. Được. Bốn. Rồi, bây giờ ta tắt hết cái này đi nhá. Ok. Tắt đi nhá. Ok. À, ta tắt ra đi.
Rồi. À, trận cũng Space Moon Calling nhé. Moon. Ok. Moon mặt trăng đấy. Moon nhá. Ok. 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 Ok, rất đẹp. Oh, rồi. About crop, đây là cua. Đúng không? Cua một nhé. Ok. Ok. À. Ok. Ta sẽ vào cái phần Surface. Ok. Dolphin. Nhé. Cá mập, à, cá voi, à, cá heo, dolphin. Rồi, ta sẽ bắt ra này. Dolphin một. Ok. Rồi. Đây cũng là crab nhé. Crab. Ok. Cua. Rồi. À, ta sẽ xóa bố này đi. Ok. Ta sẽ mở cái file này lên và chúng ta sẽ export nó ra nhé. Thì đây nó là gì ạ? À? Underwater, đúng không? Đang là underwater. Underwater. Ok. Chụp cho. Pot. Đây có thể là cho vào summer. Rồi, ok. Để sẽ tất cả. Một. Ok. Tiếp theo, đây là Seahorse. Seahorse. Đúng không? Rồi. Tôi sẽ chọn đây và chọn Seahorse. Một. Ok. Tiếp theo vẫn là Seahorse. Rất đẹp. Rất đẹp. Ok, rồi, ok. Đây là Octopus. Octopus. Ok, đây là lobster, lobster, lobster. Lobster. Surface. Ok, đây thì nó sẽ trùng tên, đúng không? Rồi, thì đây sẽ cancel đi nhé. Đây này. No. Surface tên là... Nó sẽ chọn 2 nhé. 2. Ok.
Rồi. Sợ sổ. Tổ khai nhé. Ok. Rồi. Ok, an airplane à. Airplane. Airplane. Ok. Ok. À hai nhá. Đây đi chọn nó ra. À ok. Construction. Ok. À, đây nó sẽ chọn nhé. X4. À, được rồi. Contract support. Rồi, construction nhé. Rồi, xóa những cái file trắng đi nhé. Ok. Ok, cái này mình sẽ... Ok, xóa hết những cái màu trắng, phai trắng đi. Ok. Construction. Transport. Transport. Ok. Transport. Ok, Color này rất là đẹp luôn nhé. Color mode. Bên em sẽ ghi tác giả Color mode. Ghi thêm đây là ok hoặc là good nhé. Good đây. Ok. Good. Ok. Copy nhé. Rồi, mình sẽ lưu là good ở đằng sau tác giả này nhé. Rồi. Good. Chưa được đúng không? Ok. Anymore. Ở đây ta sẽ mở cái file animal lên mà chúng ta sẽ export nó ra. Những cái file nhỏ hơn để chúng ta sẽ chúng ta sẽ có thể là chúng ta tìm nó ra. Ok. Animal này thì nó rất là nhiều, nhiều file ấy. Thì ở đây ấy, đó là chỉ là một cái thôi. Nó là một file animal thôi. Rồi thì bây giờ như này nhé, đây nhé, chúng ta sẽ đây thì là cái mình sẽ tạo một cái ấy nhỏ nhỏ ở đây nhé.
Thế là ở đây thì mình sẽ chọn là chọn là 8 inch đó, 8 inch 11 inch. Ok. Ok. Ở đây thì ta sẽ Ok. Ok. Đó. Rồi, bây ta sẽ như này nhé. Đưa đây. Ok. Ok, đấy nhé. Rồi. Rồi, tôi đưa lên đây nhé. Những con khỉ này. Rồi. Rắn này nhé. Rồi. Ok. Đây là thỏ nhé, rabbit. Snai, đúng không? Snai. Vention. Eagle. Đại bàng. Cú mèo. Cú cat. Đây. Hot số. Mouse. Ok, voi ok. Snai. Cái đó đeo đi. Ok. Rồi, nhấn cần cho nó ép được. Không cần ép được nhé. Đây ta sẽ import nó ra nhé. Import nó ra. Ok. Animal. Rồi, ta đặt là một đi. Animal nhé. Ok. Ta chọn import nó ra. Ok. Chọn này. Thì đây sẽ nó ra là cho nó sáng đi nhé. Ở đây thì ta sẽ chọn lâu cũng được, chọn lâu đi, xóa cái file đi. Rồi tiếp theo là ta bật phá lâu ấy. Rồi, ta sẽ chọn flower nhé. Thì đây sao? Ok. Thì đây rất là nhiều những bông hoa luôn, đúng không? Ok. Thì ở đây nó rất nhiều hoa và những cái khác. Làm sao để mà ok, chúng ta sẽ làm như thế này. Rồi. Ok, đây nhé. Rồi. Chúng ta sẽ làm như thế này. Đây thì rất là xấu đó. Tác giả này không được xấu lắm, rồi ta sẽ xóa này đi nhé. Một công xem nào. Đây. Ok, cái này nhìn tạm được đúng không?
Ok, ta sẽ chọn là em group nha. Ok, cái phần crowd. Ok. Ok, xem nào. Octopus. Ok, đây là animal này. Animal. À, mình vừa chọn không sẽ xe vào rồi. Ok, như vậy là không xe vào. Ok. Rồi, thế thì mình lúc đó mình phải tự ấy vậy nhé. Ok. Chúng ta sẽ vào phần flower nhé. Đây, flower chúng ta đây. Rồi, ok. Thì ở đây ấy, chúng ta sẽ úp lại nhé. Rồi. Ok. Đó. Ctrl C, Ctrl B nhé. Ok. Rồi, ta sẽ phải... Ok. À, đã sẽ chọn là 8 inch nhé. À, 11 inch. Ok. Ở đây thì ta sẽ chọn như này nhé. Đây ta sẽ chọn chọn là màu trắng. Đây sẽ ở đây thì ta sẽ chọn là màu đen rồi. Đây nhé, ta sẽ nói là lại màu tím nhé. Ok. Ok. Ok, đây tôi đợi đây. Sau đây là kích vào đây, kích vào đây. Đeo này đi. Ok. 4 này. Ok. 6. Ok. Ta sẽ import ra nha. Okay, Rồi, flower. Ok. Chọn low. Cutter cho. Cutter out. Plant. Ok, để flower này.
Thì đây ta sẽ có là nó là chính là cái này đấy, ta xóa đi nhá. Tiếp tục là ok. Rồi ta sẽ phóng to này lên nhé. To này. Ok. Ok. Cái phần trắng người ta xóa đi. Oh sorry. Đây, xóa đi nhá. Rồi. Đây, ví dụ ta sẽ có cái này. Đó, ok. Đây, ta xóa cái này đi nhá. Rồi. Rồi, thì đây ta sẽ vẽ một cái ô vuông này đi. Đây sẽ vẽ cho nó một đèn nhé. Rồi. Ok, chúng ta cho màu trắng đi nhé. Ok. Rồi. Ok. Rồi, ok. Tiếp tục nhá, nó sẽ copy sang đây, đẩy vào đây nhá. Rồi tiếp tục này. Rồi ok. Đây đây. Ok, tôi sẽ copy đây nhé. Đây một tí đi. Rồi.
Ok, rồi. Thế thì ở đây ta sẽ chọn tất cả như thế này nhé. Và ta không biết là nó có xem nào, Object Convert to. Ok, đây rồi. Ok. Import nó ra nhé. Rồi. Rồi, Flower Drawing. Và chúng ta sẽ tắt nó đi nhá. À, từ từ đã, chúng ta sẽ kiểm tra nó sẽ ra chưa nhá. Rồi. À, ta sẽ có bao nhiêu cái đây? À, 18 cái thôi, đúng không? Ok. Ok, tắt đi thôi và chúng ta sẽ chọn No Save vào. Rồi. Ok. Rồi. Ok. Ok nhé. Yes. À, ok. Ô. Ở đây ta chọn màu đen mà. À, ok. Vậy ta xóa cái này đi nhé. Rồi. Ok. Cho tôi đẩy xong rồi một chút nhé. Ok. 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 Ta sẽ vào object nhé và convert edit gì nhỉ? Đây là path convert to path nhé. Rồi thì nó sẽ có những cái này đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ import nó ra thôi. Flower hai nhá. Ok, box. Rồi. Ok. Snow nhé và ta sẽ xác xóa file này đi. Rồi, ok. Đấy. Rồi, cái hoa này thì sẽ là xấu. Rồi, xóa đi. Ok. Rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Ở đây chúng ta sẽ à.
Ok, ta xóa lại nhé. Ok. Rồi. Ok. Ok nhé, thì đây sẽ đó. Ok. Ok. Rồi, tiếp tục nhé, ta sẽ đẩy xuống dưới này. Rồi, đó. Thì đây ta sẽ chọn những cái này nhé. Và ta chọn là X. Rồi, ok. Và nó sẽ import nó ra thôi. Nhá, import nó ra tất cả. Và... Rồi. Nào 3 nhé. Rồi, nó sẽ export nó ra tất cả những file nhỏ hơn để chúng ta xử lý nhé. À, nó vẫn đang quay này, chúng ta đang import nhé. Chúng ta đợi một chút xíu. Ok. Và ở đây thì chúng ta sẽ như nào ạ? Chúng ta sẽ chọn này. Được. Ok. Rồi tắt đi nhé. Chọn lâu. Rồi. Xóa đi nhá. À. Ok, sẽ chọn dưới. Rồi, ok. Ok. Rồi, đấy nhá. Ok, đây ta sẽ chọn nhé. Convert. Rồi, ok. Bot nhé. Rồi. Ok, ta tắt đi nhé. Chọn nào. Rồi.
Ok. Sao đi nhé. Rồi, cái này tôi xóa đi. Rồi. Ok, rồi nhé, xong nhé. Rồi, chuyển lại nhé. À, ok. Ok. Rồi, ta sẽ đẩy nốt nhé, đẩy nốt ra đây. Ok. Ở đây nha. Ok, đẩy sang đây một chút. Rồi, ok, ta chọn nhé. Chỗ này. À, ta chọn này và ta sẽ có object. Ok. Ở đây sẽ import ra. À, đây sẽ ghi là div, ok, div 1 nhé. Div 1 đi. Ok.
Rồi. Xóa đi nhé. Chọn nâu thôi. Rồi xóa đi. Tiếp tục lì phần tiếp nhé. Hai cái lá này sản giống giống nhau ấy. Ok, từng cái một vậy. Rồi, ở đây thế này nhá. Ta sẽ chọn cái này nhá. Ctrl C này, Ctrl B này. Ok, được. Ok, ta chọn group nhé, group vào. Group vào. Ok, group này nhé. Ok, rút lại. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ xem vào lại nhé. À, vào lại đi. Và ta để đây cũng được nhé. Cái gì mà... Rồi, chúng ta sẽ đưa vào thư viện nhé. Ở đây ta sẽ lưu là leave nhé. Sao cứ để thế này cũng được nhé. Ok, làm lắm. Cái này bình thường rồi. Ok, ta sẽ mở cái này lên này, nó là ba cái file, à, cái... rồi, ok thì ta sẽ mở cái tác giả này thì nó cũng sẽ mở một chút. Rồi ta sẽ new là good nhé. Ok. Ok, đây nhé. Ok. Ở đây Animal. Ok, đây nhé.
Ok. À, tôi sẽ Ok. Cụ thể là một A4 à. Ok, ta xem này. Đây là một cái mặt đúng không? Ok. Đó. Đây là cái mặt của con ấy. Vì đây ví dụ như là nó sẽ là đen trắng này. Rồi. Ok. Đấy. Thì nó sẽ là một cái màu trắng ở bên trong đúng không? Rồi. Ở đây ta sẽ tắt nhé. Ta sẽ vét được nhé. Sẽ lại. Rồi cái này tại thế nhé, nó sẽ xóa, xóa cái màu trắng đi nhé. Ok. 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 Những cái chỗ nhé. Rồi. Chúng ta dừng bài học này đây nhé. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.